YouTube của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Ông Trump từ chối tranh luận thêm với bà Harris. Theo TASS, đáp lại lời mời của kênh truyền hình Fox News về tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày 24 hoặc 27 tháng 10, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social như sau. Đã rất muộn, bỏ phiếu đã bắt đầu, sẽ không có trận tái đấu. Bên cạnh đó, hôm qua bà Kamala Harris đã tuyên bố rõ ràng rằng bà sẽ không làm gì khác so với ông Biden, vì vậy không có gì để tranh luận. Cựu Tổng thống Trump lưu ý ông đã chấp nhận lời mời của Fox News để tranh luận với đối thủ Harris vào ngày 4 tháng 9, song bà đã từ chối. Ông Trump cũng khoe rằng mình ngày càng được các cử tri ưa chuộng, thậm chí là cả những bang dao động. Ông nói rằng bản thân đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò với khoảng cách ngày càng lớn. Trước đó, hãng tin CNN đã công khai đề nghị tổ chức một cuộc tranh luận tại Atlanta vào ngày 23 tháng 10. Bà Harris đã chấp nhận lời mời và hoan nghênh cơ hội tranh luận lại với ông Trump, song cựu tổng thống từ chối. Ngày 10 tháng 9, ABC News đã tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump tại Philadelphia, Pennsylvania. Vài ngày sau, ông Trump đã từ chối đề xuất tổ chức một cuộc tranh luận khác, trong khi bà Harris cho biết đã sẵn sàng tranh luận với đối thủ. Các ứng viên Tổng thống Mỹ thường tham gia nhiều cuộc tranh luận trên truyền hình. Nhưng năm bầu cử 2024 này không giống bình thường kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua chỉ vài tuần sau cuộc tranh luận đầu tiên được tổ chức vào tháng 6. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Trước đó, sau cuộc tranh luận với bà Harris ngày 11 tháng 9, cựu Tổng thống Donald Trump đã lên án đài ABC News vì để bà Kamala Harris nói bất cứ điều gì mà bà ta muốn. Cuộc tranh luận Tổng thống giữa ông Trump và bà Harris thu hút 60,3 triệu người xem. Ông Trump chỉ trích ABC News điều phối không trung thực cuộc tranh luận giữa ông và Phó Tổng thống Harris và rằng ông sẽ chỉ cân nhắc một cuộc tái đấu nếu nó được một mạng lưới tin tức công bằng tổ chức. Nói chuyện với nhà báo CNN Hannity của hãng Fox sau cuộc tranh luận tối ngày 10 tháng 9, ông Trump tuyên bố mình là người chiến thắng. Sau khi được nhà báo Hannity thông báo bà Harris muốn tranh luận lần hai, ông Trump dường như đã bác bỏ ý tưởng này. Phát biểu với Fox News, ông Trump chỉ trích cuộc tranh luận là hoàn toàn gian lận và gọi ABC là tổ chức tin tức không trung thực nhất. Rất nhiều điều tôi nói đã bị vạch trần, hoàn toàn bị vạch trần, nhưng bà ấy có thể nói bất cứ điều gì bà ấy muốn. Những điều tôi nói là đúng, nhưng họ sẽ sửa. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ông Trump tạo cách biệt lớn trước bà Harris ở hai bang Florida và Texas. Bản khảo sát được Thời báo New York và Đại học Xenia công bố hôm 8 tháng 10 giờ Mỹ cho thấy ông Trump đang dẫn trước ứng viên Dân chủ Harris với 6 điểm phần trăm ở bang Texas. Còn ở bang Florida, con số này lên tới 13 điểm phần trăm. Theo tờ The Hill, những số liệu mới này có thể sẽ giáng một đòn mạnh vào quan điểm của một số thành viên Đảng Dân Chủ, khi những người này tin rằng tỷ lệ ủng hộ đảng của họ ở hai bang Florida và Texas sẽ thay đổi sau khi bà Harris trở thành ứng viên Dân Chủ, thay thế Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Bang Florida trong các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây thường được xem như một bang chiến địa. Tuy nhiên, với việc ông Trump giành chiến thắng tại đây trong các cuộc bầu cử vào năm 2016 và 2020, nên bang này đang nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa trong những năm gần đây. Trong khi đó, ở bang Texas, chưa từng có ứng viên Dân Chủ nào giành được tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn đối thủ Đảng Cộng Hòa kể từ năm 1976. Ngoài ra, số liệu của cuộc khảo sát trên cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris vẫn cao hơn ông Trump 3 điểm phần trăm trên toàn nước Mỹ. Được biết, cuộc khảo sát trên được Thời báo New York và Đại học Xenia thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 6 tháng 10 với 3.385 cử tri tham gia. Trong đó, số cử tri tham gia khảo sát tới từ các bang Florida và Texas lần lượt là 622 và 617 người. Ở một diễn biến khác, tỷ phú công nghệ Elon Musk khẳng định sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ông Trump đánh bại bà Harris trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo RT, trong ngày 8 tháng 10, tỷ phú Elon Musk đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson trên mạng xã hội X, tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Carlson đặt giả thuyết
về những gì có thể xảy ra nếu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là người giành chiến thắng trong cuộc đua tới Nhà Trắng. Nếu bà Harris thắng thì tôi nghĩ là anh sẽ gặp rắc rối. Nhà báo Mỹ nói, nếu ông Trump thua thật thì tôi tiêu đời rồi. Anh nghĩ thời gian tôi phải ngồi tù là bao lâu? Liệu tôi còn có thể gặp lại các con của mình? Tôi không biết nữa. Ông Musk cười đáp, tỷ phú Mỹ nhấn mạnh, ông ủng hộ cựu Tổng thống Trump là do không đồng tình với chính quyền mà Phó Tổng thống Harris đại diện. Ông Musk cũng nhắc lại, bài đăng gây tranh cãi về nỗ lực ám sát bà Harris hiện đã bị xóa bỏ. Một số người cố tình cáo buộc tôi kêu gọi ám sát bà Harris, nhưng chả có lý do gì để ám sát một con rối. Bà Harris sẽ đọc bất kỳ điều gì hiện lên trên máy nhắc chữ, nên những ai điều khiển máy nhắc chữ mới là người có quyền lực. Ông Musk nói, theo tỷ phú Elon Musk, ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ông Trump có thể thắng cử. Ông chủ SpaceX cũng xác nhận đã thảo luận để trở thành người đứng đầu một ủy ban độc lập nhằm kiểm soát hiệu quả hoạt động của chính phủ tương lai. Theo truyền thông Mỹ, ông Musk thường nhận là người theo trường phái ôn hòa, nhưng đã có nhiều động thái ủng hộ ông Trump kể từ tháng 7. Mới đây, ông Musk cũng xuất hiện trong sự kiện tranh cử của ông Trump tại Boulder, Pennsylvania. Tỷ phú Elon Musk tắt tay vào ông Trump, đùa sẽ bị bỏ tù nếu bà Harris thắng. Tỷ phú công nghệ Elon Musk khẳng định sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ông Trump đánh bại bà Harris trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo RT, trong ngày 8 tháng 10, tỷ phú Elon Musk đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson trên mạng xã hội X, tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Carlson đặt giả thuyết về những gì có thể xảy ra nếu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là người chiến thắng trong cuộc đua tới Nhà Trắng. Nếu bà Harris thắng thì tôi nghĩ là anh sẽ gặp rắc rối, nhà báo Mỹ nói. Khi đó ông Musk cười đáp, nếu ông Trump thua thật thì tôi tiêu đời rồi. Anh nghĩ thời gian tôi phải ngồi tù là bao lâu? Liệu tôi có thể gặp lại các con của mình? Tôi không biết nữa. Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh, ông ủng hộ cựu Tổng thống Trump là do không đồng tình với chính quyền mà Phó Tổng thống Harris đại diện. Ông Musk cũng nhắc lại, bài đăng gây tranh cãi về nỗ lực ám sát bà Harris hiện đã bị xóa bỏ. Một số người cố tình cáo buộc, tôi kêu gọi ám sát bà Harris, nhưng chả có lý do để ám sát một con rối. Bà Harris sẽ đọc bất kỳ điều gì hiện lên trên máy nhắc chữ, nên những ai điều khiển máy nhắc chữ mới là người có quyền lực, ông Musk nói. Theo tỷ phú Elon Musk, ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ông Trump có thể thắng cử. Ông chủ SpaceX cũng xác nhận đã thảo luận để trở thành người đứng đầu một ủy ban độc lập nhằm kiểm soát hiệu quả hoạt động của chính phủ tương lai. Theo truyền thông Mỹ, ông Musk thường nhận là người theo trường phái ôn hòa, nhưng đã có nhiều động thái ủng hộ ông Trump kể từ tháng 7. Mới đây, ông Musk cũng xuất hiện trong sự kiện tranh cử của ông Trump tại Butler, Pennsylvania. Trước đó, vào cuối tháng 9 năm 2024, tỷ phú Elon Musk từng cho rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ trở thành lần bầu cử cuối cùng của nước Mỹ nếu ông Trump không thể đánh bại bà Harris. Tỷ phú công nghệ Elon Musk nhận định, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump không phải là mối đe dọa với nền dân chủ, mà là người đang cố gắng cứu vãn nó. Ngược lại, việc Phó Tổng thống Kamala Harris chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 sẽ tạo ra ác mộng với nước Mỹ. Chính quyền đương nhiệm đang đưa những người xin tị nạn, những người sẽ được cấp quyền công dân nhanh chóng, tới các bang dao động như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona. Đây là cách để Đảng Dân Chủ đảm bảo thắng lợi trong mọi cuộc bầu cử. Nếu không có thay đổi nào được đưa ra, nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia độc đảng trong tương lai và đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ, ông Musk phân tích. Theo truyền thông Mỹ, vấn đề nhập cư và an ninh biên giới là một trong những chủ đề chính trong chiến lược bầu cử của cả ông Trump và bà Harris. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích chính quyền của ông Biden vì khôi phục các chính sách nhập cư từ thời Tổng thống Obama, khẳng định sẽ đưa ra các biện pháp cứng rắn nếu trở lại Nhà Trắng.